Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay Dương sẽ trải nghiệm chuyến tham quan Sài Gòn bằng xe buýt trên sông. Hiện tại Dương đang đứng ở ga Bạch Đằng. Đây cũng là điểm xuất phát của chuyến xe buýt trên sông này. Ga Bạch Đằng thì nằm ở trên trục đường Tôn Đức Thắng, ở ngay phía trước tượng Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là công trường Mê Linh nha mọi người. Ở ngay đây có tòa nhà Mê Linh nè và tòa nhà Vietcombank. Khi đến thì mọi người có thể gửi xe máy ở phía bên hông của bến, còn ô tô thì mình có thể là gửi ở phía trước cửa của bến như thế này. Đây là sơ đồ các bến, bao gồm 11 bến, từ bến Bạch Đằng cho đến bến Linh Đông. Nhưng hồi nãy mình có hỏi bạn nhân viên trên tàu á, thì hiện tại bây giờ chỉ mới khai thác 5 bến. Đó là bến khởi hành tại Bạch Đằng, bến thứ 2 Bình An, bến thứ 3 Thanh Đa, bến Hiệp Bình Chánh và bến cuối cùng là bến Linh Đông thôi. Những bến khác thì hiện tại chưa khai thác ha. Đây là bảng giờ chi tiết giờ xuất phát và giờ đến các bến. Nếu mà đi toàn tuyến từ Bạch Đằng đến Linh Đông á, thì sẽ chỉ có 4 khung giờ. Buổi tối tàu cũng có khai thác nhưng mà chỉ có thể dừng từ bến Bạch Đằng đến bến Bình An thôi. Chuyến cuối cùng xuất phát ở Bạch Đằng là 21:30 và chuyến cuối cùng xuất phát ở bến Bình An đó là 22 giờ. Đây là phòng vé nha mọi người. Trong này thì mọi người có thể vào mua trực tiếp với giá vé là 15.000 một chặng, nếu mà mua khứ hồi thì là 30.000. mọi người có thể mua vé online trên website Sài Gòn Waterbus. Sau khi mua online thì đến đây mình sẽ nhận vé tại đây cũng được luôn. Tại đây cũng có quán cà phê cho mọi người ngồi chờ, có cả phòng lạnh bên trong và khu ngồi ngoài trời rất là rộng luôn. Buổi chiều ngồi ngắm gió biển thì rất là mát, thứ rất là sạch sẽ và hiện đại. Toàn khu được thiết kế màu trắng. Đây là hai vé khứ hồi mà mình đã mua ở đây. Mỗi vé có giá vé là 15.000 ha. Dù mọi người có đi nửa chặng hay là một chặng hay là một trạm thì cũng đều đồng giá vé là 15.000. Mình đã mua cả vé đi và vé về rồi. Bây giờ thì sẽ xếp hàng để lên tàu. Hôm nay là ngày thường nhưng cũng rất là đông người đi tham quan.
đây. Trước mặt là con tàu Starbus, là xe bus trên sông. Người đang di chuyển xuống bên dưới. Đây là quang cảnh phía trước là tòa nhà Bitexco của Nhật, công trường Mê Linh. Kinh nghiệm khi mọi người nếu mà muốn ngắm cảnh quận nhất á, thì mình khi lên tàu thì mình sẽ ngồi bên hàng ghế bên trái ha, thì mình sẽ ngắm được toàn cảnh các tòa nhà bên phía quận nhất. Còn nếu mà mình ngồi bên tay phải thì sẽ là hướng về bên quận 2, nhưng mà hướng quận 2 phía bên này thì sẽ không được đẹp như là bên hướng quận nhất. Mọi người khi lên tàu thì nên tranh thủ lên trước để có thể chọn được những vị trí đẹp. Phía trước đang là một chiếc waterboat đi về hướng chiều về ngược lại ha, từ bên bến Linh Đông quay về bên bến Bạch Đằng.
tàu cũng sẽ có bán nước và đồ ăn nhẹ như là snack. Đây, menu nước và giá có niềm biết trên tàu luôn nha mọi người. Đây là buồng lái này mọi người. Mình thấy có hai chú trên buồng lái này, chắc là sẽ là một thuyền trưởng và một thuyền phó. Trên bảng giờ tàu thì ghi là dừng bến Thanh Đa sẽ là lúc 11 giờ 12 phút hiện tại. Bây giờ đang là 11 giờ 14 phút, chứng tỏ tàu sẽ rất là chính xác, chỉ có xe dịch khoảng cỡ tầm 1 đến 2 phút thôi. Mỗi bến thì mình thấy có một vài người nước ngoài họ đi lên để tham quan. Sau khi dừng khoảng 3 phút thì tàu lại xuất phát để đi đến bến tiếp theo. Trên tàu sẽ có bản đồ của các trạm dừng, khi chuẩn bị đến trạm nào thì đèn ở ngay trạm đó nó sẽ nhấp nháy và sẽ có tổng đài thông báo để cho mọi người chuẩn bị trước khi xuống trạm. Hiện tại mình sắp đến trạm cuối cùng, đó là trạm Vinh Đông. Trạm Trường Thọ thì chưa có khai thác nha mọi người. Bây giờ đang là 11 giờ 36 phút. Xin đông nha mọi người. Ga có vẻ rất là vắng và không được hiện đại như là ga bên bến Bạch Đằng. Rồi, mình sẽ ở đây đến tầm 12 giờ sẽ lên tàu quay ngược trở lại bến Bạch Đằng. Có thể con tàu này sẽ ở lại chờ luôn chứ nó sẽ không quay đầu liền.
và mình sẽ đi đúng con tàu này để quay ngược lại. Đây chính là bến phà đi qua bên Thanh Đa, quận 2 nha mọi người. Từ đây mình đi qua bến phà này thì mình sẽ đến khu bên kia là khu du lịch Bình Quới. Nếu mà cuối tuần thì mọi người cũng sẽ có một cái option, đó là mình có thể đi water bus từ quận nhất qua đến bên này. Và từ đây mình sẽ đi phà khoảng cỡ tầm 800m thì sẽ qua đến bên kia, đó là Bình Quới. Qua đó sẽ tham quan khu du lịch rồi quay ngược trở lại bến và về quận nhất. Bến Linh Đông thì nhìn rất là sơ sài, không có một công trình gì hết. Ngay đây chỉ có một cái máy bán nước tự động. Bán nước và các loại snack. Này có ghế ngồi và mái che. Thực sự nếu mọi người qua đây vào buổi trưa thì nên chuẩn bị đồ ăn trước ha. Và đây mình thấy không có bán cái gì để ăn trưa cả. À, đúng 12 giờ thì tàu chuẩn bị quay trở ngược lại bến Bạch Đằng. Rồi bây giờ mình sẽ lên tàu để quay trở lại quận nhất ha. Tại mình đã cập bến Bạch Đằng, kết thúc chuyến đi rồi ha mọi người. Tàu đến đây là 1 giờ kém 5 phút.
một trải nghiệm đối với mình là rất là thú vị. Nếu ai có dịp ghé Sài Gòn thì nên trải nghiệm dịch vụ này ha. Mình có thể tham quan toàn cảnh quận nhất từ phía đường sông. Tàu đã chuẩn bị đón những lượt khách mới. Chắc mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu mọi người cảm thấy thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng một like, một đăng ký và một chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.